Thưa quý vị và các bạn, trong các loại tệ nạn xã hội hiện nay thì mại dâm đang có chiều hướng hoạt động ngày càng tinh vi và phức tạp. Chỉ vì ham tiền bất chính mà không ít người đã bất chấp tất cả để hành nghề và lôi kéo dụ dỗ những người khác sa ngã. Tại Ninh Bình, trong những năm qua, tệ nạn này đã từng bước được kiềm chế và đẩy lùi. Điều này đã khẳng định được hiệu quả công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân và đối tượng đặc thù của các cấp các ngành, cũng như vai trò vị trí của lực lượng chức năng đối với công tác nắm tình hình, đấu tranh triệt phá, ngăn chặn kịp thời. Đây là chủ đề của chuyên mục các vấn đề xã hội hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Ngày 21 tháng 2 năm 2022, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Ninh Bình đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng chống mại dâm năm 2022. Với quan điểm thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kinh tế xã hội, hành chính, hình sự và các biện pháp khác trong phòng chống tệ nạn này nhằm bảo vệ thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần tăng cường trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Lấy phòng ngừa là trọng tâm trong công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, kết hợp phòng chống tệ nạn này với phòng chống tệ nạn ma túy và phòng chống nhiễm HIV/AIDS, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong công tác phòng chống mại dâm. Kế hoạch cũng đã đề ra mục tiêu là tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp các ngành, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác phòng chống tệ nạn này, tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội để hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm. Thực hiện kế hoạch nêu trên, các cấp các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan đơn vị trong tỉnh tùy vào chức năng nhiệm vụ được giao đã chủ động các biện pháp phương án, trong đó đối với Sở Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai các nội dung của kế hoạch, nổi bật là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống mại dâm. Kết quả từ đầu năm đến nay đã tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền cho 450 đại biểu là cán bộ và người dân tại cộng đồng, in cấp phát 5.000 tờ rơi có nội dung tuyên truyền phòng chống mại dâm, phòng chống các nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS, cấp kinh phí hỗ trợ 3 xã thực hiện 150 lượt tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng mại dâm trên hệ thống đài truyền thanh xã, hướng dẫn, chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương, triển khai các hoạt động tuyên truyền, lồng ghép các nội dung phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống mại dâm với nhiều hình thức như tổ chức hội nghị tuyên truyền, viết tin bài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, xã, làm pano. Bên cạnh đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ký chương trình phối hợp hỗ trợ kinh phí cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền cho trên 800 đại biểu ở cơ sở là nữ thanh niên, hội viên phụ nữ trong độ tuổi lao động và đoàn viên công đoàn. Trong một tuần là có một cái buổi chương trình tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh 3 cấp về chương trình phòng chống mại dâm. Chúng tôi thì năm nào cũng tổ chức cho các cái xã là theo các cái cụm dân cư, đặc biệt là các cái chương trình, các cái kế hoạch cũng như là chương trình, các cái bài giảng về phòng chống mại dâm cho toàn thể cả người dân đến nghe và trực tiếp là cán bộ lao động thương binh xã hội, công chức lao động thương binh xã hội cấp xã phường trực tiếp truyền đạt. Ngành tư pháp đã phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội nói chung, trong đó có tệ nạn mại dâm nói riêng, xuống tận địa bàn khu dân cư, đảm bảo kịp thời và phù hợp với từng đối tượng. Từ đây góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cùng chung tay phòng chống tệ nạn này để xây dựng thôn, xóm, phố an toàn, văn minh. Về phòng chống mại dâm thì chúng tôi cũng chắt lọc những cái điều cơ bản nhất để tuyên truyền xác thực nhất đến người dân, và đặc biệt còn xuống tận gia đình những đối tượng ấy, là tuyên truyền đến gia đình và để cho cái đối tượng hiểu được, biết được là khi mắc phải những tệ nạn xã hội như vậy là không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân của họ mà còn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Là tổ chức đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh luôn xác định công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung, tệ nạn mại dâm nói riêng và quản lý người thân không phạm tội là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Theo đó đã đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống mại dâm gắn với phòng chống HIV/AIDS, mua bán người vào chương trình công tác hội, thực hiện lồng ghép trong các hội nghị, diễn đàn, các lớp tập huấn, các kỳ sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt hội viên và đối tượng đặc thù, đảm bảo phù hợp, hiệu quả và thiết thực. Chú trọng đến các nội dung được chị em quan tâm, có phương pháp truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ.
cùng với đó nêu gương tập thể và cá nhân điển hình trong công tác phòng chống mại dâm, phòng chống xâm hại trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Sơn cũng rất là tích cực để phòng chống, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý, đặc biệt là về mại dâm, thì Hội Phụ nữ huyện cũng tổ chức các kỳ sinh hoạt hội viên gắn vào các cái chi hội phụ nữ, các cái chuyên đề để cho chị em phụ nữ được tiếp cận, được hiểu biết về cái kiến thức để phòng chống cho con em mình hoặc là tuyên truyền cho người thân để về không mắc phải các cái tệ nạn như bị những đối tượng xấu dụ dỗ mua bán người hoặc là có thể sa ngã vào các cái mại dâm để kiếm tiền một cách nhanh chóng. Trong công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn mại dâm, ngành văn hóa và thể thao đóng vai trò quan trọng, thể hiện ở việc chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan, quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Bên cạnh tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm có liên quan đến tệ nạn này, là triển khai các nội dung tuyên truyền giáo dục dưới nhiều hình thức. Để góp phần đẩy lùi, ngăn chặn và đẩy lùi cái tệ nạn xã hội, trong đó có cái tệ nạn xã hội về ma túy và mại dâm, thì chúng tôi cũng đã tham mưu phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố, rồi Ủy ban nhân dân các xã phường thực hiện cái đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền trực quan qua cái hệ thống pano áp phích, các cái khẩu hiệu tuyên truyền, rồi chúng tôi cũng đã sưu tầm xây dựng những cái phóng sự phản ánh về cái hoạt động phòng chống ma túy mại dâm phát trên màn hình hết thành phố, rồi biên tập các cái nội dung để tuyên truyền trên cái hệ thống cổng chào điện tử trên địa bàn thành phố. Theo Trung tá Lê Viết Cường, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố Ninh Bình, thì công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội nói chung, mại dâm nói riêng trong suốt thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, hạn chế và giảm dần tệ nạn trên địa bàn. Trước những thay đổi, biến tướng, trá hình trong hoạt động mại dâm của các đối tượng, thì bên cạnh việc truyền thông theo phương thức truyền thống, cần có sự phối hợp công tác giữa các cấp các ngành để đảm bảo hiệu quả phòng chống trong thực tế. Đối với hoạt động mại dâm trên địa bàn thì cái quan trọng nhất là cái việc mà chúng tôi là phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể, đặc biệt là các phòng ban liên quan ở ủy ban cũng như là các cái tổ chức khác, để chúng tôi chủ động có cái biện pháp là tuyên truyền phòng ngừa bằng các cái biện pháp như các cái hình thức có hiệu quả sinh động trên, đặc biệt là trên cái trang mạng xã hội như fanpage hoặc là các cái nhóm Zalo của các cái tổ chức, các cơ quan, đặc biệt là các cái phường xã, chúng tôi chủ động để tuyên truyền các số thuê bao, các cái liên quan đến mạng xã hội để chủ động mà có hoạt động liên quan đến mại dâm, chúng tôi chủ động các cái kế hoạch để đấu tranh với đối tượng này. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 844 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự, trong đó kinh doanh lưu trú là 607 cơ sở, còn lại là kinh doanh karaoke, massage và vũ trường. Qua nắm tình hình của lực lượng chức năng, có trên 20 cơ sở kinh doanh dịch vụ tiềm ẩn và dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, gồm nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ, nhà cho thuê. Công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh thông qua gặp gỡ, tiếp xúc. Từ đây, hầu hết cơ sở đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký. Chính điều này đã đảm bảo sự thuận lợi cho việc kinh doanh và mang đến lợi nhuận lâu bền cho các chủ hộ. Đối với các cái cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, karaoke, các cái chủ cơ sở cho thuê nhà trọ, đây là những cái địa điểm dễ xảy ra các vấn đề tệ nạn xã hội. Như tệ nạn mại dâm, rồi là có thể là cái nơi trung chuyển để buôn bán người. Và đối với các cơ sở này thì công an thị trấn chúng tôi đã chủ động mời các chủ cơ sở đến yêu cầu viết bản cam kết chấp hành nghiêm túc các cái quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc về cái ngành nghề kinh doanh mình đã đăng ký được hoạt động. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền trên cái hệ thống của lực lượng công an, trên cái trang fanpage và các cái trang Zalo. Khách sạn nhà tôi thì chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh và không cho những người tệ nạn xã hội và mại dâm, và ai đến thì phải trình báo chứng minh, xét được thì sẽ cho thuê, còn nếu không thì sẽ chối từ.
nhằm hạn chế và đẩy lùi tệ nạn mại dâm trên địa bàn cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cấp các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kiên quyết đấu tranh, triệt phá, xử lý hành vi vi phạm và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn mại dâm nói riêng, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng, nhất là chủ chứa, môi giới, gắn tuyên truyền phòng chống mại dâm. Do vậy, tình hình hoạt động của tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiềm chế, toàn tỉnh không có đường dây tụ điểm phức tạp về mại dâm gây bức xúc dư luận nhân dân. Tuy nhiên, qua thực tiễn công tác phòng ngừa đấu tranh với tệ nạn mại dâm cho thấy vẫn nổi lên một số vấn đề như hoạt động mại dâm tập trung chủ yếu tại các địa bàn giáp danh như hai thành phố Ninh Bình, Tam Điệp, các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Yên Mô. Địa điểm hoạt động mua bán dâm thường lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, massage để hoạt động, mang tính đơn lẻ. Hiện các đối tượng phạm tội có phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, hoạt động theo hình thức gái gọi, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện, bắt giữ, xử lý. Qua điều tra cơ bản, khảo sát về các đối tượng hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh xác định, các đối tượng bán dâm chủ yếu ở tỉnh khác như Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, mượn địa bàn để hoạt động và không cố định. Trước tình hình đó, lực lượng công an trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác phòng ngừa, đấu tranh tệ nạn mại dâm, thể hiện ở việc quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng, nhất là chủ chứa, môi giới, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, dễ nảy sinh hoạt động mại dâm. Việc phát hiện, đấu tranh và xử lý các vụ, đối tượng hoạt động mại dâm đảm bảo kịp thời. Chúng tôi chủ động rà soát lên danh sách các đối tượng hoạt động liên quan đến hoạt động mại dâm, như các đối tượng có tiền án, tiền sự về các cái tội liên quan đến mại dâm, các cái số đối tượng gái mại dâm có hoạt động mại dâm trên địa bàn, các đối tượng có cái điều kiện khả năng phạm tội về mại dâm trên địa bàn. Chúng tôi chủ động các cái biện pháp nghiệp vụ để quản lý và chủ động các biện pháp kế hoạch để đấu tranh, để giải quyết đối với các cái đối tượng này trên địa bàn nếu như có hoạt động mại dâm xảy ra. Các địa phương còn chủ động phối hợp với sở ngành, các đơn vị có liên quan tiếp tục giáo dục tuyên truyền, đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống mại dâm, đồng thời tăng cường tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời để không hình thành các điểm, tụ điểm về tệ nạn xã hội. Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của phường tổ chức qua các hình thức như là hội nghị, rồi là pano khẩu hiệu và là các cái tờ rơi phát đến cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ, phối hợp các với tổ tuyên truyền của phố để tuyên truyền tại các cơ sở kinh doanh bằng các cái biện pháp như đến trực tiếp để tuyên truyền, rồi qua các cái bản cam kết cũng như là qua cái việc mà kiểm tra hộ khẩu, nhân khẩu và các cái điều kiện kinh doanh dịch vụ của các cơ sở trên địa bàn phường để đảm bảo cái việc hoạt động nó đúng theo quy định cũng như đúng theo cái giấy phép cấp phép của các cơ sở. Chính vì thế nên là trong thời gian qua thì trên địa bàn phường Đông Thành luôn ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội và không có để xảy ra các cái tình trạng về mất an toàn trật tự xã hội, nhất là đối với lệ tệ nạn mại dâm. Công tác giám sát, quản lý người bán dâm đã hoàn lương được các ngành, các địa phương chú trọng. Đối với hội phụ nữ, đoàn thanh niên đã tiến hành gặp gỡ, tư vấn, giúp đỡ, vận động họ tham gia sinh hoạt ở các câu lạc bộ để ngăn ngừa tái phạm, động viên họ học nghề, giải quyết việc làm, giới thiệu các cơ sở, địa chỉ để chị em được tư vấn pháp lý, kiểm tra sức khỏe. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để họ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng. Đối với những cái trường hợp mà không may mắc vào cái tệ nạn mại dâm thì khi nhận thức được mà hoàn lương ấy, thì với trách nhiệm của tôi thì trước mắt là cũng phải cử các cái lực lượng, đặc biệt là chị em phụ nữ xuống và cấp ủy chính quyền là xuống là động viên. Thứ hai nữa là cũng quan tâm đối với cái địa bàn mà về mắc tệ nạn mắc phải thì là người dân là cũng không có cái phân biệt kỳ thị. Và cái thứ ba nữa thì chúng tôi cũng quan tâm là tạo liên hệ với các cơ quan doanh nghiệp và tạo cái công ăn việc làm sao ổn định đời sống. Tệ nạn mại dâm đã tồn tại từ rất lâu và ngày càng biến tướng theo hướng tinh vi và phức tạp, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, triệt phá và phòng ngừa. Song với sự chủ động tích cực của các cấp các ngành, tầng lớp nhân dân, tệ nạn này đã và đang từng bước được đẩy lùi, ngăn chặn, qua đó góp phần làm trong sạch địa bàn, cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.
Chuyên mục các vấn đề xã hội xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.